Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cánh miền Nam bị đánh liên suất chiêu đỡ, ai đã hỗ trợ Đặng Thị Hoàng Yến đỡ đòn. Vụ bà Đặng Thị Hoàng Yến rút tới 2.000 tỷ đồng Việt Nam ra nước ngoài trong một thời gian rất ngắn là vấn đề cực lớn. Báo chí đã đồng loạt đăng tải thì ắt họ đã nghiên cứu hồ sơ rất kỹ. Việc động tới việc chuyển tiền phi pháp đến hàng ngàn tỷ đồng không phải là chuyện nhỏ. Nếu nói sai, đi kiện ngược lại là tội vu cáo. Cho nên những tờ báo lớn nói về vấn đề này phải rất thận trọng. Thông tin bà Đặng Thị Hoàng Yến, bà chủ của tập đoàn Tân Tạo rút 2.000 tỷ đồng vốn ở Việt Nam chuyển sang Mỹ đã rầm rộ 2 tuần qua. Sau đó là ban quản trị tập đoàn này mới lên tiếng rằng họ ghi nhầm con số báo lại là 633 tỷ đồng. Cũng không phải tiền rút từ Tân Tạo mà là tiền tạm ứng chuyển nhượng cổ phần. Thực ra tin đính chính lại làm cho nhiều người nghi ngờ hơn là khẳng định trước đó. Đây là thông tin bà Đặng Thị Hoàng Yến rút tới 2.000 tỷ đồng đưa sang Mỹ. Nhiều ý kiến cho rằng tại sao cho đến bây giờ vẫn chưa thấy thông tin gì nhắc đến thương vụ của bà Đặng Thị Hoàng Yến, nhận cổ phần lúc nào mà tiền tạm ứng trả cho chị đã lên tới 633 tỷ đồng. Tổng giá trị hợp đồng chuyển nhượng này là bao nhiêu cũng không ai rõ. Như vậy là tin đính chính còn mập mờ hơn cả tin ban đầu. Điều đang nói là ban đầu, ban quản trị tập đoàn Tân Tạo khẳng định việc chuyển 2.000 tỷ ra nước ngoài là đúng luật của nhà nước. Hội đồng quản trị họp bàn cũng đúng điều lệ. Thế mà, đột nhiên, cái bây giờ báo lại nhầm là nhầm ra làm sao? Nhầm gì mà nhầm một con số lên đến 1.300 tỷ đồng? Một con số rất lớn. Sự việc kỳ lạ xảy ra và đúng vào dịp nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết ra thăm Quảng Nam, ghé qua chỗ Nguyễn Công Khế, rồi dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Chí Công cùng với ông Nguyễn Xuân Phúc. Thời ông Chiết làm Chủ tịch, ông rất hay qua lại với Tân Tạo. Ông từng nói giữa Tân Tạo rằng đây là chỗ người nhà. Trong vụ rút 2.000 tỷ đồng của chị Yến, báo Thanh Niên Sân Nhà của ông cựu tổng biên tập Khế không viết một dòng nào. Trái lại, tờ Dân Việt cũng là một tờ báo sân sau thì lại đăng tin đính chính rất sớm về vụ nhầm lẫn này, và bài viết trước đó có nói lý do vì sao bà Yến rút 2.000 tỷ đồng đã bị tờ báo này xóa đi. Đây là hình ảnh lời đính chính. Được biết lâu nay bà Đặng Thị Hoàng Yến quen biết với ông cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tuy nhiên hiện nay người ta biết thêm bà Yến còn quen đến ông cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết. Nói tóm lại là cánh lãnh đạo miền Nam đi lên từ thành phố Hồ Chí Minh, cho nên quyền lực của bà này dường như rất lớn. Ngay cả Nguyễn Tân Dũng bà còn dám kiện thì không biết bà còn ngán ai. Tập đoàn Tân Tạo một thời ăn nên làm ra nhờ những lãnh đạo của thành phố đỡ đầu. Hiện nay Tân Tạo đang gặp rắc rối thì những ai có sợi dây liên hệ với tập đoàn kinh tế này nhảy vào gỡ luôn. Trước mắt là gỡ về mặt báo chí. Những tờ báo đính chính cho bà Đặng Thị Hoàng Yến đều là những tờ báo thân với cánh miền Nam, mà đặc biệt là cánh cựu lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh. Theo nguồn tin khá khả tín thì một cựu lãnh đạo một tờ báo thuộc Hội Thanh niên Việt Nam có mối quen biết rất thân tình với các ông như cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang và đương kim chủ tịch nước ông Nguyễn Xuân Phúc. Cho nên việc tác động để có bài viết đính chính cho thấy quyền lực của bà Đặng Thị Hoàng Yến lớn như thế nào. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Minh Chiết, cựu chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông tổng biên tập cũ của tờ báo Thanh niên Nguyễn Công Khế thiết kế cho vụ 2.000 tỷ cho bà Yến thoát nạn được cho là ông Nguyễn Minh Chiết đang dùng ảnh hưởng của ông ấy. Xem ra những con người lâu nay không bị dính đến tay tiếng gì cũng không hẳn là trong sạch. Vấn đề là những người chưa bị khui thì trong sạch mà thôi. Còn những người bị đưa ra trước tòa thì lần lượt lĩnh án rất nặng. Và việc ông Chiết đặt câu hỏi là tại sao ông lại ra tay cứu giúp bà Đặng Thị Hoàng Yến? Phải chăng chính ông cũng là một trong những nhóm lợi ích lớn mà ông cần phải che đậy? Câu hỏi này đang được dư luận đặt ra và cũng đang cần lời giải thích của cơ quan điều tra trong thời gian tới. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phu nhân ông chủ tịch tiếp tục gây chao đảo gia tộc. Ông Phúc lại gặp thêm bão lớn. Tới nay có thể nói rằng bà Thu, phu nhân của ông chủ tịch nước, là phu nhân làm ăn bạo nhất trong giới phu nhân của các quan chức lãnh đạo hàng đầu. Trừ bà Phan Lương Cầm từng dùng uy tín ông Võ Văn Kiệt
làm ăn thì các phu nhân khác ít khi làm ăn lớn. Mặc dù vậy, bà Cầm không gây hại đến xã hội nghiêm trọng lắm. Vụ án Việt Á là vụ án vô cùng nghiêm trọng. Nó liên quan đến sinh mạng của người dân, nên dù cho ông Phúc có từng là thủ tướng và nay là chủ tịch nước, thì ghế của ông cũng vẫn lung lay như thường. Tuy nhiên, kinh nghiệm chính trị của ông Phúc đã tạm lắng vụ án này không qua sự sẩy chân của đối thủ chính trị đang điều tra nhắm vào ông. Đây là hình ảnh bà Trần Thị Nguyệt Thu. Theo thông tin chúng tôi nhận được, thì bà Thu không chỉ liên quan đến vụ án Việt Á mà còn rất nhiều vụ án khác. Trong đó có dự án chống ngập rất lớn tại thành phố lớn nhất của đất nước. Hiện nay, Bộ Chính trị đang trong vòng điều tra, và điều tra để đấu nhau chứ chưa hẳn đã điều tra để truy tố. Được biết, ông Chủ tịch nước, chồng bà Thu đang là đại biểu Quốc hội cho đơn vị mà bà đang có dự án làm ăn rất lớn ở đây. Đó là vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu khui ra là có thể chính chồng bà đã bao che cho vợ làm ăn, thì vụ việc thêm phần vỡ lở. Dự án ngăn chiều chống ngập của thành phố Hồ Chí Minh có vốn đầu tư lên đến gần 10.000 tỷ đồng, xây dựng ở quận 1, 4, 7 và 8, huyện Nhà Bè, Bình Chánh. Công trình dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2020, giúp kiểm soát ngập do triều dâng, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu cho diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố. Tuy nhiên, từ cuối năm ngoái, dự án đã tạm dừng thi công do vướng mắc ký phụ lục hợp đồng, thủ tục thanh toán, vân vân. Cho đến nay, dự án không đi đến đâu cả, thành phố vẫn đang ngập khắp nơi. Đây là cái cớ rất hợp lý để thanh tra vào cuộc. Nếu dự án thành công thì không có vấn đề gì, còn đây là dự án kéo dài, không hiệu quả, thì không biết cơ quan thanh tra của Đảng, của Chính phủ xuất hiện bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Xuân Phúc khá suôn sẻ từ khi ông về Trung ương nắm chức Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dưới thời ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhờ cái bóng ông Dũng quá lớn mà ông Phúc đã tiến lên chức Phó Thủ tướng Thường trực khá dễ dàng, và nhờ nhạy bén nắm bắt cơ hội tốt nên ông Phúc đã thay thế ông Dũng. Tuy vậy, khi không còn ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Phúc lại thất thủ trước ông Phạm Minh Chính và để mất chiếc ghế Thủ tướng đầy quyền lực này vào tay đối thủ chính trị dày dạn kinh nghiệm, trưởng ban tổ chức trung ương của Đảng. Khi đó, người ta đánh giá sự nghiệp chính trị của ông Phúc đã ở bên kia sườn dốc. Tuy nhiên, bản thân ông Phúc thì không thừa nhận sự thật đó mà vẫn cố gắng chiến đấu cho chiếc ghế Tổng Bí Thư khi mà ông Tổng chuẩn bị về vườn. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam. Khi quyền lực đang yếu dần đi thì sóng gió lại bất ngờ ập đến. Đó vốn là quy luật muôn đời của trò chơi chính trị. Nhiều người đánh giá ông Phúc chiến đấu để giữ chiếc ghế chủ tịch cho thấy năng lực chính trị của ông rất mạnh. Tuy nhiên, hiện nay biến cố cứ chút xuống tới tấp, làm ông vất vả chống đỡ. Không biết ông có vượt qua nổi hay không? Bởi một con người đã lên tới ghế thủ tướng thì dù cách nào đi nữa, ông cũng có năng lực chính trị rất mạnh. Nếu so với ông Tô thì nhãn quan chính trị của ông chủ tịch tốt hơn rất nhiều. Và dư luận cho rằng ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được cho là có người vợ đã gây rắc rối cho ông lớn nhất so với các lãnh đạo từ trước đến nay và cả trong quá khứ của tứ trụ Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này làm giảm khả năng đoạt chiếc ghế Tổng Bí Thư của ông rất nhiều. Hiện nay ai cũng có tỉ vết, nhưng tỉ vết của ông Chủ tịch nước quá lớn và liệu ông có vượt qua được hay không thì còn phải chờ xem Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ra sao. Đây là hình ảnh dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Dự án chống ngập ở thành phố Hồ Chí Minh là một vết loét rất lớn. Nếu khoét sâu thì sẽ ảnh hưởng không những đến ông chủ tịch mà còn ảnh hưởng đến các nhân vật khác. Hãy chờ xem vụ án này sẽ khui hay không và Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ khui nó đến đâu.